Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay mùng 10 tháng 3 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thêm 300 người Việt tại Ukraine đã về nước an toàn. Đây là những người Việt sơ tán qua Ba Lan đầu tiên trở về nước. Giá nhiên liệu cùng với các chi phí đầu vào tăng cao trong khi sức mua lại đang yếu. Nhiều doanh nghiệp chấp nhận bù lỗ để giữ nguyên giá bán, bình ổn thị trường. Đề xuất khôi phục chính sách miễn thị thực để chuẩn bị đón khách quốc tế từ ngày 15 tháng 3. Đây cũng là giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong khi phục hồi trở lại. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng sớm nay, chuyến bay đưa 300 người Việt tại Ukraine về nước đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Sau hành trình bay dài hơn 11 tiếng, đây là những người Việt sơ tán qua Ba Lan đầu tiên trở về nước do tình hình phức tạp ở Ukraine. Các hành khách về nước trên chuyến bay lần này phần lớn là phụ nữ mang thai, người già, người có bệnh nền. Gần một nửa số hành khách trên chuyến bay là trẻ em. Ba Lan là nơi tiếp nhận đông người Việt nhất được sơ tán từ vùng chiến sự Ukraine với số lượng hiện tại gần 2.500 người. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đang tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân và nhanh chóng đưa bà con về nước trên các chuyến bay an toàn. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phiên họp thứ 9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc sáng nay. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là một trong những phiên họp có khối lượng công việc nhiều nhất trong năm, diễn ra trong gần 8 ngày, được chia làm 2 đợt nhằm cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành một ngày để chất vấn về những vấn đề nóng thuộc lĩnh vực công thương và tài nguyên và môi trường. Đây cũng là phiên chất vấn đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 nhằm tiếp tục lan tỏa cảm hứng hành động sáng tạo trong đổi mới hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, luật điện ảnh sửa đổi, xem xét đề nghị bổ sung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 và xem xét cho ý kiến đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phấn đấu quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 20% trong tổng GDP nền kinh tế. Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về dự án pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các ngành, các lĩnh vực và địa phương đều trong xu hướng phục hồi và tăng trưởng nhanh trở lại. Chẳng hạn như chỉ số sản xuất công nghiệp của tháng 2 đã tăng 8,5% so với cùng kỳ, đánh dấu tháng thứ tư tăng liên tiếp. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo vẫn là động lực chính. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 cũng tăng 3,1%, cả doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đều tăng. Ước tính tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm tăng trên 46% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp, thu hút vốn FDI tiếp tục phục hồi. Mặc dù số ngày nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, song 2 tháng đầu năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn giữ nhịp tăng trưởng ở mức 2 con số. Để bảo đảm duy trì việc cung ứng bình ổn thị trường mặt hàng xăng dầu trong thời gian tới đây, Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn bảo đảm nguồn cung và chấp hành nghiêm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu. Bộ Công Thương đề nghị tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định về niêm yết, bán đúng giá niêm yết và thời gian đăng ký bán của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Trường hợp phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm các vi phạm hoặc là báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định. Cần chủ động có phương án bảo đảm và công khai nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong thời gian tới. Đặc biệt, trước tình hình khó khăn về nguồn cung và giá xăng dầu biến động mạnh như hiện nay, nếu các doanh nghiệp cửa hàng bán lẻ xăng dầu có dấu hiệu ngưng hoặc hạn chế bán hàng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị xem xét đình chỉ hoặc là tước giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định. Giá nhiên liệu cùng với các chi phí đầu vào tăng cao trong khi sức mua lại đang yếu, đây là áp lực lớn lên các doanh nghiệp thực phẩm. Trước mắt thì nhiều doanh nghiệp đã chấp nhận bù lỗ để có thể giữ nguyên giá bán, bình ổn thị trường. Nhiều biện pháp kìm giá hàng hóa đã đồng thời được kích hoạt, phản ánh tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.
cung cấp thực phẩm tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu, doanh nghiệp này đang đứng trước sức ép tăng giá rất lớn, bởi hầu hết chi phí đầu vào đã tăng từ 10 đến 20%. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn nỗ lực giữ giá bình ổn để kéo về số lượng. Để giảm chi phí sản xuất đầu vào, ví dụ cái phần nguyên liệu mình cũng chọn lọc kỹ, ký kết với đối tác cung cấp nguyên liệu cho mình một cái số lượng lớn hơn để họ đưa mình một mức giá tốt nhất. Chất lượng sản phẩm mình vẫn giữ nguyên, nhưng mà mình chỉ điều chỉnh những chi phí marketing tiếp thị xưa giờ mình làm nó nhiều hơn, thì bây giờ mình giảm lại khoảng phân nửa trước. Công nghệ máy móc, mình cũng có cập nhật thêm những cái dòng máy mới để nó thể cải tiến tăng năng suất lên để giảm được cái giá thành sản xuất. Dù nỗ lực để giữ giá ít nhất là trong tháng 3, nhưng nhiều doanh nghiệp thừa nhận khó có thể bù lỗ mãi trước áp lực đầu vào tăng. Do đó, ngoài việc tiếp tục tối ưu hoạt động sản xuất, cắt giảm khâu dôi dư, doanh nghiệp cũng phải lên lộ trình tăng giá. Tuy nhiên, sẽ phải thực hiện rất thận trọng. Chúng tôi đang coi thử là tình hình giá cả thị trường nó sẽ chuyển biến thế nào. Và toàn bộ các cái ngành hàng tăng giá thì chúng tôi cũng có một cái lộ trình để từng bước tăng giá dần dần. Nếu không thì chúng tôi cũng khó mà duy trì được cái sản xuất bình thường. Có thể trong tháng tới, nếu như các cái giá nguyên liệu phục vụ cho sản xuất mà tiếp tục tăng thì công ty có thể sẽ phải xin điều chỉnh lại giá bán ra của cái chương trình bình ổn. Cũng cần sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành để ngồi lại giữa cùng với doanh nghiệp, các cái hệ thống, các cái siêu thị chia sẻ và giảm cái chi phí bán hàng. Xoay sở đủ cách để bình ổn thị trường là một bài toán rất khó với các doanh nghiệp thực phẩm lúc này. Các doanh nghiệp kỳ vọng những chính sách của chính phủ như giảm VAT đến điều hành giá cả sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả để vừa kích thích sức mua, vừa giảm bớt gánh nặng chi phí ở thời điểm khó khăn. Áp lực tăng giá phân bón đã diễn ra từ 2 năm nay do tác động của dịch bệnh, nay lại thêm trầm trọng do tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Những yếu tố này đã khiến cho giá phân bón thế giới lập đỉnh mới do nguồn cung khan hiếm. Các doanh nghiệp lo ngại sẽ xảy ra sự thiếu hụt một số loại phân bón nhập khẩu trong quý 2. Mỗi năm thì Việt Nam sử dụng trung bình trên 10 triệu tấn phân bón sản xuất công nghiệp. Hiện các nhà máy trong nước đã sản xuất và đáp ứng được hầu hết các loại phân bón chủ lực như là phân lân, phân ure, phân NPK. Riêng sản xuất DAP thì mới đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu. Trong khi đó, phân kali và phân SA thì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu. Để có thể cân đối được cung cầu, thì hàng năm Việt Nam nhập khẩu thêm từ 2,7 cho đến 3,5 triệu tấn phân bón vô cơ, trong đó nhiều nhất là kali. Hiện Nga và Belarus chiếm gần 50% lượng kali cung cấp cho toàn thế giới. Hàng năm Việt Nam nhập khẩu từ Nga khoảng 130.000 đến 380.000 tấn, chiếm khoảng từ 3 đến 9,5% tổng khối lượng nhập khẩu, chủ yếu là phân kali, phân NPK và DAP. Điều đáng nói là hiện Việt Nam mới chỉ có khoảng 3 tàu đã nhận hàng thành công, còn khoảng 30.000 cho đến 40.000 tấn thì đã bị hủy giao dịch. Các nhà cung cấp ở Trung Đông thì quyết định tạm dừng xuất khẩu để theo dõi diễn biến thị trường. Trung Quốc cũng sẽ đứng ngoài cuộc ít nhất đến tháng 6. Còn nguồn hàng từ Nga, Ukraine thì không thể ra thế giới do cấm vận và tình hình chiến sự tiếp tục leo thang. Như vậy, đối với mặt hàng 100% dựa vào nhập khẩu như là kali thì dự báo sẽ còn khó khăn trong ngắn hạn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt gần 14,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó Hoa Kỳ đã vượt Trung Quốc, trở thành thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam với giá trị đạt trên 2,3 tỷ đô la Mỹ. Với dư địa còn khá lớn thì quy mô dân số hơn 333 triệu người đang trong giai đoạn phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Mỹ là thị trường tiềm năng với hàng hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, thì các doanh nghiệp trong ngành nông lâm thủy sản cũng cần phải nắm chắc thị trường để tạo lợi thế cạnh tranh xuất khẩu. Thông thường những tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ thường chững lại. Thế nhưng năm nay, giá trị xuất khẩu những mặt hàng này lại ghi nhận tăng trưởng dương. Doanh nghiệp thủy sản phải làm việc liên tục đáp ứng nhu cầu của đối tác. Sang cái tháng 1 vừa rồi, số liệu đầy đủ từ hải quan về đã cho một con số là chúng ta đã xuất khẩu một con số cũng đã khá là gọi là kỳ vọng. Một con số rất là đáng mơ ước trong nhiều năm, mà khi ở cái tháng 1 là một cái tháng mà thường cái giá trị kim ngạch xuất khẩu của chúng ta nó thường là thấp, bởi vì nó đã là sau cái dịp Tết người ta gom hàng. Nhưng mà năm nay thì đã tăng đến khoảng 44%, tức là so với tháng 1 năm ngoái. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, Việt Nam có nhiều cơ hội và dư địa để gia tăng xuất khẩu nông lâm thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ. Trong khi Việt Nam được coi là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, nhưng tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản mới chỉ chiếm khoảng 1-2% giá trị nhập khẩu nông sản của Hoa Kỳ. Mặt hàng rau quả cũng như các sản phẩm nông sản nói chung
thì nó cũng có phụ thuộc vào nhiều các yếu tố, từ vấn đề về thị hiếu, vấn đề thói quen, cho đến những vấn đề về chất lượng, an toàn thực phẩm và vấn đề về bảo quản. Thế thì cái tăng trưởng ở đây thì tôi đánh giá là nó cũng là một cái yếu tố tăng trưởng, nó có một cái lý do từ trước. Đấy, và nó cũng sẽ có thể hy vọng là duy trì được trong cái thời gian dài sắp tới. Các doanh nghiệp Việt Nam nên chú trọng thêm các yếu tố xung quanh chất lượng sản phẩm, như là quy trình sản xuất xanh, nguyên liệu xanh, gần gũi thân thiện môi trường. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ, họ rất chú trọng điều này. Nguồn gốc sản phẩm cũng cần được lưu ý để minh bạch, vì những sản phẩm này họ sẽ dùng trực tiếp hàng ngày, tác động tới sức khỏe. Cùng với đó, Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam quan tâm hơn nữa đến chất lượng, tiêu chuẩn nhập khẩu của Hoa Kỳ được kiểm soát bởi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA. Doanh nghiệp cũng cần phải nghiên cứu thật đầy đủ, đặc biệt là thị trường ngách, định vị lợi thế của hàng hóa Việt Nam so với các sản phẩm cùng loại. Tiếp tục chương trình sẽ là phần tổng hợp điểm báo quốc tế. Thưa quý vị, có một thông tin kinh tế đáng chú ý trên báo quốc tế ngày hôm nay, đó là giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng trong 2 tháng đầu năm 2022. Đó là thông tin được tờ Rosa Primavera của Nga đưa ra vào ngày 10 tháng 3. Theo đó, thì xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 293.000 tấn, trị giá là 674 triệu đô la Mỹ, tăng 3,4% về lượng và tăng tới 35,6% về trị giá so với cùng kỳ của năm ngoái. Nga là nước nhập khẩu cà phê lớn thứ tư của Việt Nam sau EU, Mỹ và Nhật Bản. Thông tin tiếp theo là Việt Nam hiện có khoảng 33% nữ giám đốc đang điều hành các công ty cỡ vừa, đứng thứ 14 trên 29 quốc gia thành viên của Taiyo Grand Thornton, công ty cung cấp các dịch vụ liên quan đến kế toán quốc tế. Đây là kết quả khảo sát thái độ của các chủ doanh nghiệp quy mô vừa, chủ yếu là các công ty chưa niêm yết, đăng tải trên tờ Vietjo của Nhật Bản. Cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021. Vị trí thứ nhất là Nam Phi với tỷ lệ 42%. Nhật Bản thì vẫn đứng cuối cuộc khảo sát với tỷ lệ nữ giám đốc là 15%. Thưa quý vị, báo cáo của Freedom House vừa công bố ngày 9 tháng 3 lại tiếp tục đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về tình hình chính trị và các quyền tự do dân chủ tại Việt Nam. Tuy nhiên, báo cáo này đã nhận lại phản ứng của các tờ báo quốc tế với tiêu đề "Báo cáo của Freedom House xúc phạm người Việt Nam". Tờ The Sputnik của Nga khẳng định những nhận định về tự do Internet ở Việt Nam của tổ chức Freedom House là thiếu khách quan và sai sự thật. Tổ chức này còn gây ra những nhận thức lệch lạc về vấn đề tự do Internet, tự do ngôn luận, bày tỏ ý kiến và bảo đảm nhân quyền tại Việt Nam, bôi xấu hình ảnh, hạ thấp uy tín, vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Đó là điều không thể chấp nhận được. Trong phần tiếp theo của chương trình, trong suốt 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch, các thầy cô giáo đã phải nỗ lực tương trợ, san sẻ gánh nặng, khắc phục khó khăn để học sinh không bị ảnh hưởng việc học hành. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận thông qua kế hoạch đón khách quốc tế, hiện các doanh nghiệp du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng đón cơ hội mới này. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị triển khai đợt cao điểm chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao, đặt mục tiêu trước ngày 29 tháng 3 sẽ tiêm phủ vaccine cho tất cả những người thuộc nhóm này. Sở Y tế thành phố đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường, xã, thị trấn cập nhật danh sách người thuộc nhóm nguy cơ cao, bao gồm những người trên 65 tuổi có bệnh nền, hoàn thành danh sách trước ngày 15 tháng 3, xét nghiệm nhanh kháng nguyên đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao trước ngày 20 tháng 3, cấp ngay thuốc kháng virus cho các F0 thuộc nhóm nguy cơ cao, chăm sóc theo dõi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Từ 2 năm nay thì do ảnh hưởng của đại dịch mà các thầy cô giáo đã phải xoay sở rất nhiều với công việc không tên. Đặc biệt trong những ngày này thì số giáo viên bị mắc COVID-19 hoặc là phải cách ly đang tăng mạnh, khiến cho các trường học đứng trước rất là nhiều khó khăn do kế hoạch dạy học bị đảo lộn do thiếu giáo viên đứng lớp. Phóng sự sau đây thì sẽ giúp cho quý vị hiểu hơn những nỗ lực của các thầy cô giáo trong bối cảnh khó khăn chưa từng có như hiện nay. Trường Trung học cơ sở Ái Mộ, quận Long Biên hiện có 17 trên 79 giáo viên bị F0. Cô giáo Nguyễn Thị Hà là một trong số đó. Do trường thiếu giáo viên nên cô Hà vẫn tham gia dạy trực tuyến cho các học sinh. Để hỗ trợ cô, trường cắt cử thêm một giáo viên thể dục tham gia quản lý tiết học. Mỗi thầy cô giáo chúng tôi cũng như là tất cả các thầy cô giáo nói chung
thì cũng sẽ luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt cái công việc giảng dạy cũng như là những cái công việc khác. Trong khi đó, trường Trung học cơ sở Giảng Võ Ba Đình Hà Nội cũng đang trong những ngày khó khăn nhất khi có tới 2/3 số giáo viên của trường mắc COVID-19. Giáo viên thì cũng phải vượt lên cái sức khỏe, nhưng mà cũng vì các con đấy, và cũng vì các đồng nghiệp cũng đang dạy giúp mình trực tiếp, thì nếu mình cố gắng được trong cái thời gian online này thì mình cũng sẽ cố gắng hết sức mình. Trong khi các giáo viên là F0 ở nhà dạy trực tuyến, thì ở trường các giáo viên còn mạnh khỏe cũng phải nỗ lực dạy thay cho những thầy cô không thể đến trường. Cô giáo Tạ Thị Ngọc Anh vừa đi dạy trực tiếp trở lại sau khi điều trị xong COVID-19. Tinh thần trách nhiệm của mọi người rất là cao, cố gắng dấp rất nhiều lần. Thứ nhất là để chống lại bệnh tật thì nó cũng đã là một cái rất là nỗ lực rồi. Cái thứ hai nữa là để cho kịp tiến độ chương trình cho các con. Thứ ba là cũng để mà bù lấp lại cái thời gian các con học online tại nhà. Vừa dạy học, vừa lo chống dịch, vừa chuẩn bị kiểm tra, đánh giá giữa kỳ. Giữa quay cuồng công việc, các giáo viên cố gắng tương trợ nhau, san sẻ gánh nặng. Một năm học với bộn bề khó khăn, nhưng khi tập thể nhà trường và giáo viên đồng lòng, thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Mục tiêu quan trọng nhất là để học sinh không bị ảnh hưởng việc học hành, và các em có thể tiếp tục được đi học trực tiếp. Để chuẩn bị cho mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3, chính sách miễn thị thực sẽ có tác động kích cầu khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với Bộ Ngoại giao đã đề xuất chính phủ khôi phục lại chính sách này như trước năm 2020, thời điểm trước khi dịch bệnh xảy ra. Việc khôi phục chính sách này sẽ có ý nghĩa quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong khi phục hồi trở lại. Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga là những thị trường khách trọng điểm, chỉ đứng sau Trung Quốc. Ba thị trường này chiếm 1/3 trong 18 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, thời điểm chưa có dịch COVID-19. Đây cũng là những quốc gia được Bộ Ngoại giao đề xuất áp dụng chính sách miễn thị thực đơn phương, bên cạnh 10 quốc gia khác là Đức, Pháp, Anh, Italy, Tây Ban Nha, Belarus, La Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển. Chính sách miễn thị thực song phương được đề xuất là 88 quốc gia. Tôi tin rằng là chúng ta có một số cái cởi mở hơn trong chính sách miễn thị thực và áp dụng càng sớm càng tốt, thì chúng ta có thể có một cái cơ hội cạnh tranh mà mở cửa càng sớm. Năm 2019, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá về khả năng cạnh tranh của thị thực Việt Nam tăng tới 63 bậc, mức tăng cao so với nhiều nước trong khu vực. Ngoài việc áp dụng chính sách miễn thị thực đơn phương và song phương, thì áp dụng chính sách thị thực điện tử tăng từ 40 nước lên 80 nước. Gia hạn cho 5 nước châu Âu miễn visa trong vòng 3 năm là bước tiến quan trọng giúp cho Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng khách quốc tế ở mức 2 con số. Điều này thì nó có nghĩa là những cái chính sách thông thoáng của nhà nước của chúng ta đối với việc là thu hút du khách, thu hút người nước ngoài đến Việt Nam. Khách du lịch từ châu Âu, khách du lịch từ Anh, khách du lịch từ Úc hoặc là một số nước thị trường quan trọng sẽ quay về Việt Nam với cái thời gian trung bình là khoảng tầm độ 18 đến 21 ngày, thì chúng ta có thể gia hạn lên thành 30 ngày. Giống như chúng ta đang miễn thị thực cho các nước ASEAN thì nó sẽ có hiệu quả rất là nhiều. Miễn thị thực là yếu tố tác động trực tiếp đến lựa chọn của khách quốc tế khi quyết định đi du lịch ở một quốc gia. Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới đưa ra nghiên cứu, việc tạo điều kiện thuận lợi về thị thực sẽ làm tăng thêm từ 8 đến 10% số lượt khách đến. Bình Thuận là một trong những điểm đến rất được khách quốc tế yêu thích tại Việt Nam. Để đón đầu cơ hội khi mà mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã thông qua kế hoạch đón khách quốc tế. Có thể nói đây là tín hiệu đáng mừng khi suốt 2 năm qua, địa phương này gần như không đón được khách quốc tế. Kế hoạch này cũng đem đến sự phấn khởi trong cộng đồng các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. Hiện thì các đơn vị đều đã sẵn sàng đưa khách quốc tế quay trở lại Bình Thuận. Trong thời gian ngừng hoạt động để phòng chống dịch, nhiều đơn vị du lịch đã tranh thủ đầu tư trang thiết bị, nâng cấp, sửa chữa hoặc xây mới cơ sở vật chất. Đơn vị này đã dành 2 tháng để hoàn thiện hạ tầng, tuyển dụng lại nhân sự, đào tạo các kỹ năng, xử lý tình huống phòng chống dịch và giờ chỉ mong được đón khách. Mong rằng là sẽ phục vụ thích ứng đối với khách châu Âu khi người ta cần cái nhu cầu là ở gần bãi biển hơn, tắm nắng và sử dụng dịch vụ tốt hơn. Chúng tôi cũng phải đẩy mạnh các hoạt động thông tin lại đối với các TA, các cái mạng booking.com, Agoda đấy, để chúng ta bán hàng qua mạng.
Bình Thuận vốn có thế mạnh về các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, thể thao biển. Do đó, các khu du lịch ưu tiên chào bán sản phẩm này đến với du khách quốc tế. Bên cạnh đó, từng doanh nghiệp cũng quan tâm xác định những dòng khách hàng tiềm năng có giải pháp kích cầu phù hợp nhằm thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển trở lại của du lịch tỉnh. Chúng tôi đang tích cực và tập trung cho thời điểm hiện tại, cải tạo không gian xanh, sạch, xây dựng khu du lịch là điểm đến an toàn. Tôi nghĩ rằng rất nhiều du khách đang nóng lòng để đi du lịch ngay bây giờ. Chúng tôi đang liên hệ với các công ty lữ hành, giới thiệu cho họ những gói sản phẩm của mình, nhấn mạnh lợi thế về không gian phù hợp với các hoạt động nghỉ dưỡng, thể thao trên bãi biển, tốt cho sức khỏe. Và bên đơn vị cũng đang chủ động liên hệ với những đối tác là lữ hành quốc tế để tiến đến ký kết các hợp đồng. Trường khách mình hướng đến là các thị trường khách Bắc Âu, khách châu Âu, khách Đức, Anh, Pháp, Thụy Sĩ. Hiện các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng đã chuẩn bị những phương án tốt nhất, an toàn nhất để du khách quốc tế an tâm khi đến với Bình Thuận. Sắp tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát các doanh nghiệp đủ điều kiện đón khách quốc tế theo kế hoạch mà Ủy ban Nhân dân tỉnh mới ban hành để tăng thêm số lượng các cơ sở dịch vụ, phục vụ. Ở phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website vtvgo.vn hoặc là tải ứng dụng VTVGo từ kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.